Vậy trong cái họp thoại mà các bạn tạo mới một cái PowerPoint thì nó có những gì? Ví dụ như là các bạn tạo new một cái file, sau đấy được các bạn tạo một cái chưa hết trang mà. Rồi, như vậy thì chúng ta có thể là tạo file mới hoặc là chúng ta theo những cái template mà trong PowerPoint người ta đã có sẵn cho mình. Như vậy chúng ta sẽ có thể tải các cái theme này về. Như vậy thì có một số cái mẫu mà nó sẽ phù hợp, thôi được từ đi, phù hợp với lại cái bài thuyết trình của mình, thì các bạn nên tìm và tải những cái mẫu như thế. Bởi vì thực ra đó, khi mà các bạn tải một cái mẫu, tập trung nhìn thầy, không thấy em chuyển qua bên này nhìn thầy đi. Rồi trong cái việc phối màu giữa màu nền và màu chữ hoặc là cái border cho các cái title, thì nói chung là các bạn tải một cái template thì nó sẽ rất là chuẩn về cái màu sắc. Và nếu như các bạn có thay đổi thì chúng ta cũng có thể thay đổi ít thôi. Chứ còn các bạn mà tự nghĩ ra phối màu để cho làm sao mà trình chiếu á, cái quan trọng nhất là khi các bạn trình chiếu, ví dụ như là chúng ta chọn màu đen thì chữ trắng là nó nổi rồi. Nhưng mà nếu như mà mình không chọn chữ trắng mà mình chọn chữ màu khác thì nó là màu gì để cho nó hợp lý. Đôi khi chúng ta sẽ tạo một cái slide và nó có quá nhiều màu sắc để chúng ta hiển thị ý tưởng của chúng ta, nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là đi, kể cả các bạn đi học những slide của giáo viên hoặc là các bạn đi dự hội thảo những slide của những chuyên gia luôn, mà các bạn nhìn lên, nếu như mà nhìn trên máy tính có thể là rất đẹp bởi vì cái độ phân giải của máy tính nó cao, nhưng mà khi chiếu lên máy chiếu giữa màu trắng và màu xanh lá là gần như mình không thấy, hoặc là màu vàng chanh gần như mình không thấy đó. Cho nên khi mà các bạn soạn thảo đó theo cái template thì cái mẫu của người ta bản thân là người ta đã định nghĩa cho mình rồi đó. Trong này ví dụ như là mình theo cái template của người ta nè, đây là những cái mẫu, khi các bạn thay đổi thì nó sẽ thay đổi cả cái màu này cho mình luôn. Thì khi mình tạo một cái pattern mới, mình tạo một cái shape mới là nó cũng tự động nó theo cái màu cho mình. Như vậy thì nếu cần thì các bạn sử dụng lại cái bảng màu, cái này là cái bảng màu mà người ta đã cho mình. Chúng ta có thể chọn một cái màu nào đó mà mình thấy là hợp lý với lại cái bài thuyết trình của mình thì các bạn chọn nguyên cái bảng màu đó luôn. Còn nếu như mà các bạn tự định nghĩa thì cố gắng làm sao mà cái độ tương phản nó cao một tí để mà khi mà mình nhìn vào đó thì nó không có bị chổi màu, hoặc là với những cái màu mà các bạn trình chiếu trên này đôi khi là mình nhìn thấy trên máy tính rất đẹp. Ví dụ như ở đây nè, rõ ràng cái màu của thầy ở trên bảng á, là các bạn nhìn thấy màu tím nhưng mà trên máy của thầy lại màu xanh. Đó, trên máy của thầy là màu xanh. Như vậy thì cái vấn đề là mình hiển thị giữa cái màu trên màn hình với lại cái màu trên máy chiếu là nó khác nhau, thì dựa trên cái đường truyền hoặc là cái tín hiệu truyền đó, tùy, nói chung là nó khác nhau. Về phần màu nhé, như vậy thì chúng ta có thể là lựa chọn các cái màu phù hợp cho cái slide của mình. Rồi sau đó thì có cái phần background là màu nền. Cái phần nền này các bạn có thể là tô một màu hoặc tô nhiều màu, hoặc là bạn dùng một cái bức ảnh nào đó để làm background, đó là xuyên suốt luôn cho tất cả các cái slide của mình, hoặc là các bạn dùng pattern, tức là cái mẫu tô theo và PowerPoint người ta đã sử dụng, hoặc là bạn không dùng background luôn. Ha, cái đó là tùy thuộc vào cái mà mình quan tâm để mà design tổng quan. Rồi cái tiếp theo là khi mà chúng ta có một cái hình như vậy rồi thì trong PowerPoint
người ta sẽ quan tâm đến một cái gọi là cấu trúc của trang. Cấu trúc của cái trang này, ví dụ cái trang này nó sẽ là trên có title và ở dưới sẽ chèn một trong những cái này, cái kiểu trang của mình là chèn bảng, chèn biểu đồ, hay là chèn cái smart ad, hay là chèn cái gì. Như vậy trong cái phần một cái slide mới, nó sẽ cho chúng ta làm như thế. Chúng ta có thể là sửa đổi design một cái trang ha. Bình thường nó là đây. Rồi chúng ta có thể là sửa ở trong cái chỗ này slide layout. Các bạn sẽ chọn layout. Như vậy hiện nay cái trang của mình là trang đơn, tức là phía trên này mình có title, ở dưới này mình chèn một đối tượng thôi. Hoặc là bạn click chuột phải, bạn chọn cái layout khác, là chúng ta sẽ có cấu trúc là chia đôi ha, hai content hoặc là compare, tức là so sánh giữa hai bên. Ví dụ như là bạn có một bức ảnh cũ và một bức ảnh mới, bạn trong cái slide của mình muốn trình chiếu về cái vấn đề đó, ví dụ Sài Gòn xưa và nay chẳng hạn, ví dụ như thế thì chúng ta sẽ chọn cái compare cho nó. Cũng là như thế, nhưng mà các bạn thấy là khi mình chọn cái layout thì nó đã sửa lại một title và hai cái content, tức là hai cái phần nội dung bên trong. Bình thường các bạn chèn một cái slide mới và cái layout của nó là trắng hoàn toàn thì mình cũng có thể tự định nghĩa cái phần này bằng cách là mình insert vào đây một cái textbox để làm cái title ha. Đó, tiêu đề cho slide. Rồi mình cũng có thể chèn vào đây một cái picture. Mình có thể chèn vào đây một cái picture tùy mình thích ha. Ví dụ trên desktop của thầy, đó, thầy sẽ chèn một cái bức tranh ở đây. Và thầy sẽ chèn thêm một cái bức tranh nữa, hoặc là thầy chèn thêm một cái chart. Ví dụ như thế. Như vậy lúc thầy chèn vào, các bạn thấy là bản thân mình phải chỉnh tới chỉnh lui để cho nó đủ cái độ rộng và nó cân đối giữa hai cái đối tượng của chúng ta. Còn nếu như mà các bạn sửa chỗ này, một bên này là các bạn chọn một cái picture, insert icon, insert picture. Rồi, bên này bạn insert một picture. Rồi, như vậy gần như cái công việc của chúng ta là nó tiện hơn, nó thuận tiện cho chúng ta khi chúng ta design, mặc dù là hai công việc đều giống nhau, mục đích của chúng ta đều giống nhau, nhưng mà nếu các bạn làm theo template thì nó sẽ dễ làm hơn. Rồi một cái nữa là các bạn có thể sửa ở trong này. Ví dụ nè, mình thấy là ở trên này bất kỳ mình tạo new một cái slide nào nó cũng có cái màu này nè, mình có đổi được không? Đó, cái đó là người ta đang dùng background. Rồi một cái nữa, nếu như mà mình new một cái slide mà theo cái layout ví dụ như vậy thì cái tiêu đề này bản thân nó là màu trắng và cỡ chữ là 28. Bây giờ mình muốn thay đổi cái thông số này được hay không? Ví dụ mình gõ vô đây là tiêu đề 2, ví dụ như thế. Bây giờ mình trình chiếu cái tiêu đề 2 này lên. Vậy thì giả sử bây giờ mình không muốn nó là màu trắng mà mình muốn nó là màu khác, mình muốn nó là phông chữ khác, size khác, vậy thì mình có chỉnh được hay không? Nếu mà mình chỉnh ngay ở đây thì chỉ có một slide này thay đổi thôi. Nhưng mình muốn rằng là slide này cũng thay đổi theo. Đó, cái này cũng thay đổi theo. Như vậy thì lúc này chúng ta không còn đơn thuần là chọn cái layout bình thường nữa, mà chúng ta sẽ làm gì?
slide master. Slide master. Như vậy trong cái slide master này, chúng ta sẽ thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc của cái slide mẫu. Thay đổi toàn bộ cấu trúc. Ví dụ phần này mình thấy là cái tiêu đề khi mà nó tạo ra như vậy đó thì nó hơi phí cái đoạn trên này. Vậy chúng ta kéo cái này lên tí. Chúng ta di chuyển cái tiêu đề lên tí. Chúng ta di chuyển cái subtitle lên tí. Rồi, chúng ta kéo rộng cái bảng này lên. Ví dụ như thế. Thì ở đây chúng ta không phải chỉnh một slide mà chúng ta chỉnh một cái mẫu. Một cái mẫu. Và nếu khi các bạn chọn new mà các bạn dùng cái layout này thì nó theo cái chuẩn mới. Bây giờ mình thử mình đổi cái này thành màu khác để tí nữa mình dễ nhận diện. Ví dụ màu đỏ, chữ in đậm. Được chưa? Này là slide master. Ok, slide tiếp theo. Lúc nãy thầy nói giả sử cái này mình đổi được hay không? Ví dụ mình đổi ở đây cho một cái font chữ, cho một cái font chữ khác. Ví dụ như là thầy để là Tahoma. Rồi, cỡ chữ là 30 và in đậm. Màu thì cho nó là màu vàng. Ok, nó cũng nổi lên nền xanh. Bây giờ mình sẽ đóng cái slide master này lại, đóng lại. Rồi mình xem thử là cái mà mình sửa lúc nãy đó nó sẽ được thay đổi như thế nào. Thay đổi như thế nào. Được chưa nào? Đây là tất cả những cái slide master mà mình có thể là thay đổi bất kỳ lúc nào. Rồi, close. Như vậy các bạn thấy là sau khi thầy thay đổi xong thì bản thân cái slide mà tiêu đề 2 này nè, nó đã tự động nó đổi thành Tahoma, phông chữ 30, in đậm, màu vàng. Được chưa? Rồi, cái tiêu đề của mình new một cái slide. Đó, new một slide tự động nó ra 30 cho mình. Mình đổi cái layout theo cái phần title. Đó. Mình đổi không? Mình đổi kiểu theo cái slide master thì nó tự động nó chuyển thành cái này màu đỏ. Như vậy thì nếu như các bạn soạn một cái slide mà 5-7 slide á thì không có vấn đề. Nhưng mà bạn soạn một cái training, một cái training thì có thể là các bạn sẽ soạn một lớn, rồi nó có hàng trăm slide nhỏ bên trong, rồi bạn soạn một hai lớn, ví dụ như bạn giới thiệu tour đi, ví dụ như thế, thì các bạn phải làm nó đồng nhất giữa cái slide chung là một lớn, hai lớn, ba lớn, rồi trong cái slide đó có một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ thì nó sẽ đi theo một bộ luôn. Nếu mà bạn không dùng đến cái slide master đó thì bạn phải chỉnh từng cái. Và đôi khi mình thấy ồ, cái này nó cũng chưa hợp lắm. Ví dụ cái màu nó chưa hợp lắm khi mà mình chiếu lên. Ở dưới nói là bạn ơi mình không thấy, mình không thấy chữ. Như vậy mình chỉnh một cái duy nhất mà còn hàng chục cái slide phía sau nữa. Không lẽ mình đi chỉnh bài. Cho nên lúc này chúng ta vô cái slide master chúng ta chỉ cần chỉnh một lần thôi. Đổi cái màu của cái slide master đó là cả hàng chục slide mà mình áp theo cái này tự động nó thay đổi màu theo, và lúc đó mình trình chiếu tiếp thì nó sẽ rất là hay đối với lại chúng ta. Cho nên là cái chương PowerPoint khi mà các bạn học á thì đa số là các bạn làm được, nhưng mà đôi khi có những cái mình làm nó hay hơn, nó tổng quan hơn. Rồi sau khi mình có cái hình xong, đó là về format. Bây giờ ngồi ra thì trong các cái menu này có gì hay hơn không? Cái này nó cũng gần giống như Word đúng không? Nó cũng chèn table, chèn picture, rồi chèn shape vân vân. Rồi, nó có thêm là cái chèn đa phương tiện, là chèn video hoặc là chèn audio, hoặc là bạn ghi cái màn hình, record cái màn hình của bạn. Ví dụ như là bạn hướng dẫn làm gì đó, bạn sẽ quay lại cái màn hình của mình. Như vậy các bạn dùng PowerPoint để các bạn screen record. Phần design lúc nãy thầy cũng có giới thiệu qua. Trong cái phần design thì nó có một cái nữa là chuẩn để bạn soạn. Khi mà bạn nhìn cái khung hình này nè, nhìn cái khung hình này,
Thì cái khung hình này người ta gọi là widescreen 16:9. Tức là tỷ lệ này 16 thì tỷ lệ đứng là 9. Khi nào thì mình dùng theo cái chuẩn này? Khi nào thì mình dùng theo cái chuẩn là 4 × 4:3, tức là ngang 4 thì cao 3. Khi nào mình dùng? Bạn nam ở giữa. Thầy đang hỏi về gì? Thầy đang hỏi vấn đề gì? Không biết phải tập trung nhé. Bỏ cái điện thoại giùm thầy. Bởi vì khi các bạn ngồi đây là thầy cần các bạn. Nếu như mà cái của thầy nói hơi thừa là các bạn đã biết rồi thì thôi. Còn chắc chắn là không thừa thì phải nghe. Không bổ ngang cũng bổ dọc nhé. Ok. Như vậy thì khi nào thì chúng ta dùng widescreen, khi nào thì chúng ta dùng standard. Với cái máy chiếu này nè. Nếu mà thầy đang dùng cái kiểu này là widescreen, khi thầy chiếu lên chuyện gì xảy ra? À, thực ra thì mất thì nó cũng không phải mất, mà nó gì? Nó uổng, nó phí. Tức là cái màn hình máy chiếu của mình đó là nó xuống đến dưới này và nó lên đến trên này nè. Cái không gian thể hiện của mình có thể hiện chút này thôi, nhưng mà nó phí, phí cái phần này. À, thì khi mình trình chiếu đó thì nó sẽ uổng. Nhưng nếu mà giả sử thầy dạy ở cái phòng khác mà nó dùng TV, và TV của nó là chuẩn widescreen, mà mình chọn cái chuẩn thiết kế là vuông, à, thì lúc này nó sẽ bóp gì? Nó bóp ngang. Còn cái này là nó bóp dọc. Như vậy thì cái này tùy thuộc vào cái bạn trình chiếu là gì, thì bạn chọn cái kiểu để mà soạn thảo. Nhưng mà khi mà bạn chuyển cái này đó là nó thay đổi cấu trúc hết đó nha. Bởi vì cái này là mình chọn là widescreen thì cái độ rộng nó nhiều hơn độ cao. Còn nếu mà mình chuyển qua standard thì bạn chuyển qua giả sử như maximum. Đấy. Khác hẳn ha. Nếu như bây giờ bạn tạo new một cái slide mới, new một slide mới, và bạn chọn cũng như lúc nãy chọn layout là double, bạn chọn ở đây cũng là picture đó luôn, bạn chọn ở đây cũng là chart luôn, thì lúc này nó tự canh cho mình. Theo chuẩn này thì nó tự canh cho mình để nó đều, nhưng mà ngược lại cái này thì nó chậm. Nhưng ngược lại, bây giờ mình đang đứng theo chuẩn là màn hình vuông, 4x3 là màn hình vuông nhé. Mặc dù nó không phải là 3:3 hoặc là 4:4, nhưng mà người ta gọi là màn hình vuông. Như vậy lúc này thầy chuyển qua màn hình wide thì chỗ này trật lắm, nó lại nhảy. Tùy mình muốn thiết kế cái gì thì mình setup ngay ban đầu, chứ còn nếu mà mình sau đó mình sửa một cái là mình phải sửa lại nó mới phù hợp, chứ còn tất cả nó cũng ok, không vấn đề gì hết. Rồi khi mà mình design xong thì nó có hai cái mà các bạn cần quan tâm, hai cái mà chúng ta quan tâm trong PowerPoint. Cái thứ nhất là cái trình chiếu cho từng đối tượng, thì cái này chúng ta xài nhiều. Nếu như chúng ta làm một cái PowerPoint giống như hôm trước thầy làm cho các bạn xem, ví dụ cái này đó. Ví dụ cái này thì khi mà chúng ta trình chiếu ở đây, nó sẽ cho các cái đối tượng bên trong xuất hiện lúc nào, biến mất lúc nào, và xuất hiện bao lâu, rồi biến mất trong bao lâu. Thì cái đó là nó nằm ở cái phần hành động, nằm ở phần hành động đó. Ví dụ khi mình click chuột thì nó xuất hiện cái ô van này, rồi mình click chuột tiếp thì nó sẽ xuất hiện tiếp những cái ô ở phía bên dưới. Như vậy thì khi mình click chuột xong là nó tự xuất hiện hay là phải chờ mình click chuột nữa đó, vân vân. Như vậy mình xử lý cái này đó. Ví dụ chỗ này nè, thầy chỉ cần click chuột một cái thôi là nó sẽ tự xuất hiện những cái phần ở phía bên sau. Như vậy lúc này nó xuất hiện cùng lúc hay là xuất hiện như thế nào đó. Như vậy mình sẽ set cái này, set cái này như thế nào.
cái việc là các bạn tạo ra được một cái file giống như là các cái đối tượng của thầy lúc nãy, và cái việc thứ hai là set cho nó thay đổi xuất hiện khi nào. Ví dụ mình làm cái này, nó có một cái picture, thì trong phần này nó sẽ có những cái cơ bản. Thứ nhất, intent là những cái hiệu ứng cho đối tượng xuất hiện, hiệu ứng để xuất hiện. Còn cái này là hiệu ứng để làm gì? Nó có giống ở trên không? Không, có. Cái này xuất hiện rồi và thay đổi. Thay đổi. Còn cái ở dưới này, cái exit, à, để cho biến mất. Như vậy thì lúc này chúng ta có nhu cầu làm thì chúng ta sẽ ứng dụng theo từng cái, chứ không phải là cái nào cũng giống nhau. Còn cái ở dưới là bạn sẽ xuất hiện theo những cái đường mà nó hơi đặc biệt một tí ha, motion path, tức là những cái đường thẳng hoặc là đường cong vân vân, hoặc đường mình tự vẽ. Như vậy mình chưa cũng được. Rồi, như vậy mình sẽ thử nè. Bây giờ khi mà mình trình chiếu cái này lên, đó, tất cả các đối tượng của chúng ta là không có set cái animation thì nó bình thường. Nhưng mà bây giờ giả sử chúng ta set, chúng ta sẽ thiết lập cho cái này là bay, bay từ dưới lên. Mình có thể là option nó bay dưới lên, đó, theo cái góc. À, trong này nó cho phép mình nè, đối với lại đối tượng này thì sẽ lít chuột bắt đầu, lít chuột bắt đầu, và nó sẽ cho là 0.5 giây và chậm lại, chậm lại là 0 giây. Như vậy cái quá trình mà xuất hiện là 0.5, từ lúc bắt đầu xuất hiện cho đến lúc kết thúc xuất hiện. Như vậy chỗ này mình có thể thay đổi. Và để mình mở cái bảng này lên mình nhìn thấy rõ hơn, trong này nó cho mình rất là rõ nè. Đó, cho mình rất rõ nè. Chạy từ đâu đến đâu nè. Bắt đầu bao nhiêu giây, kết thúc bao nhiêu giây. Đó, được chưa? Nó sẽ cho mình rất là rõ ở đây. Rồi, click chuột. Rồi, thời gian xuất hiện là trong vòng 0.5 giây, nhanh hay chậm. Ví dụ như mình cho khoảng 2 giây là cái quá trình từ lúc bay cho đến lúc kết thúc bay là trong vòng 2 giây. Thì cái đó là tùy mình muốn nó xuất hiện nhanh hay chậm thì là tùy mình. Rồi khi mà mình trình chiếu lên thì cái chữ nó có luôn, bởi vì mình không có set cho nó xuất hiện. Còn cái đĩa trái cây thì khi mình lít chuột nó mới xuất hiện. Trong trường hợp này mình đã có hiệu ứng xuất hiện rồi, và mình muốn thêm một hiệu ứng sau khi xuất hiện thì quay một cái ha, thầy lấy chuột vô đây. Rồi, thầy trình chiếu lại. Đâu? Sao nó xuất hiện luôn rồi? Đó, mình lấy chuột cái nó xoay xoay. Ủa vậy cái bay đâu rồi? Cái mà bay từ dưới bay lên đâu rồi? À đúng rồi. Ở chỗ này, nếu như mà các bạn click chuột vô đây, lúc đầu thầy đang chọn cho nó bay. Mà nếu các bạn click chuột vô đây thì nó sẽ thay thế bằng một cái hiệu ứng khác. Thay thế bằng một cái hiệu ứng khác, chứ không có cộng thêm. Nếu mình muốn cộng thêm thì bạn phải add ở bên này. Đó, ha, cái hiệu ứng nó có một cái nè. Cộng thêm, giả sử mình cho nó rung rinh chỗ này thì lúc này nó sẽ xuất hiện cái hiệu ứng thứ hai. Hiệu ứng thứ hai. Và sau khi đó thì mình muốn cho nó biến mất thì mình lại chọn cái hiệu ứng thứ ba. Hiệu ứng thứ ba là biến mất. Như vậy trong này nó có rất là nhiều lựa chọn. Giả sử mình chọn là click chuột xong thì click chuột cái thứ hai, hay là bắt đầu cùng với cái trước đó, hay là bắt đầu sau khi cái trước đó kết thúc, thì tùy mình chọn. Đó, sau khi cái trước đó kết thúc
Như vậy lúc này chúng ta chỉ cần click chuột một cái thôi thì cả ba hiệu ứng đều xử lý. Ví dụ bây giờ chưa click chuột nè, thầy click chuột cái thứ nhất xuất hiện xong, xoay xong biến mất. Như vậy thì mục đích của chúng ta click chuột để xuất hiện hay là xuất hiện sau đối tượng trước đó, hay là biến đổi hay là biến mất thì tùy vào cái mục đích, tùy vào mục đích. Giả sử thầy mở lại cái file mà thầy trình chiếu lúc nãy. Tại vì sao mà thầy có cái file ở đây mà thầy không mở lên được, không design được, mà mở lên cái nó trình chiếu liền à? Mình mở lại nó không design, nó không cho mình cái cửa sổ để sửa. Tại sao? Có ai biết không? Đó, mở lên là nó trình chiếu luôn, chứ nó không cho mình cửa sổ để sửa. À, cái này là chúng ta mở rồi sau đó các bạn sẽ thấy vấn đề ở đâu. Vấn đề ở chỗ là các bạn sẽ xem thầy lưu cái đuôi này, thầy lưu cái file này. Desktop FPT. Rồi. Có hai file PowerPoint. Đây hai file PowerPoint. Các bạn thấy hai file này có gì khác nhau? Hai file PowerPoint nè. Có gì khác nhau? Hai file có gì khác? À, cái đuôi nó khác ha. Cái đuôi này là PPT, là PowerPoint. À, tức là cái phần ở nè, nó ghi cho mình là PowerPoint presentation, là mình sẽ trình chiếu thôi, mình sẽ sửa sau này. Còn ở phía dưới nó là PowerPoint show, slide show, tức là trình chiếu luôn. Đó. Như vậy nếu như sau khi mà các bạn soạn thảo cái PowerPoint của mình xong, design xong, mà mình muốn rằng sau này người ta double click vô cái này là nó trình chiếu luôn, thì mình sẽ chọn là save as, mình chọn vô đây chọn kiểu là PowerPoint PPT. Ờ, đâu rồi nhỉ? Đây đó, PowerPoint show, thì nó tự động nó lưu sáng PPT cho mình. Nhưng giả sử bây giờ mình lưu với cái đuôi này mà trên máy người ta không cài PowerPoint thì người ta có xem được không? Không. Và nếu như mình đang, máy của thầy là đang xài PowerPoint 2019 mà máy của người ta xài 2007 thì cũng không xem được luôn. Có thể có nhiều cái nó không xem được. Từ 07 đến 2019 thì nó cũng gần như nhau, đó là đuôi PPTX. Nhưng mà có những cái hiệu ứng là nó không xem được. Còn nếu mà PPT thì chắc chắn không được rồi, là từ 2003 trở về trước là nó không xem được rồi. Đó. Như vậy thì mình làm sao mà khi người ta có cái file này chép vô một cái máy mà không có PowerPoint nó vẫn trình chiếu được. Nó vẫn trình chiếu được. Và cái đấy là các bạn sử dụng dùm cho thầy export là package presentation for CD. Chú ý cái này giùm thầy nha. Khi mà các bạn chọn package presentation for CD thì nó sẽ hỏi nè, cái CD mình tên là gì? Tên là gì? Rồi, cái file mà mình add vô là gì? Nếu như máy của bạn mà cái video này nè, mà nó có chèn thêm video, nó có chèn thêm audio, tức là file âm thanh á, thì mình add vô đây luôn. Để nó ngoan nguyên cục đi. Qua cái máy bên kia là nó lấy cái đường dẫn tương đối. Đường dẫn tương đối, tức là giả sử cái CD này bạn chép ở ổ C, ổ D, ổ E, ổ F gì đó, là cái file video nó cũng chép theo, cái file audio nó cũng chép theo. Lúc đó mình trình chiếu là nó lấy cái đường dẫn hiện tại, nó chép theo đó, nó tự quản lý.
Còn nếu mà giả sử bạn chèn cái file nhạc từ ổ D của mình, nhưng mà khi mà mình trình chiếu mình chép đi qua máy bên kia nó không ổ D, hoặc là trong ổ D nó không có cái file nhạc này, thì nó mở lên nó báo là không có nhạc, không có phim. Như vậy lúc mà mình chép đi đó, mình sẽ thêm nó vào đây, tức là nó tự động nó tắt hết vô. Rồi sau đó thì chúng nó ta nói là copy đi đâu, ra một cái thư mục hoặc là ra CD nếu như mà chúng ta muốn ghi trực tiếp lên CD, còn không thì chúng ta ra một cái thư mục. Giả sử nó sẽ ra cái thư mục là ổ C user qb document và thư mục là test nếu mình muốn mình thay đổi, còn không mình ok. Thì lúc này nó sẽ tự động nó xuất cái file của mình đi theo là một, nó đưa nguyên cái package, tức là nguyên cả cái thư mục này, và trong này nó đã tự động đóng gói cái phần trình chiếu của PowerPoint. Thì khi đến một cái máy mới không có PowerPoint, nó cũng tự động nó chạy cái auto run này, và lúc đó các bạn trình chiếu lên là nó chạy được luôn, không cần cài PowerPoint. Và thử bạn chép cái folder này đi vô một cái máy bất kỳ không cài PowerPoint, hoặc là cài PowerPoint 2.3 trở về trước, thì cái file của mình vẫn trình chiếu bình thường. Chép đi đâu cũng được, nguyên cái folder này đi ha, không có chép riêng. Nếu như mà bạn muốn chép vô CD thì bạn chép nguyên cái folder này vô CD luôn, đừng có chép thư mục test nhé, bởi vì cái file auto run nó sẽ tự động nhận diện. Nếu mà bạn chèn CD vô cái máy của mình thì nó tự động nhận diện cái file này và nó đọc luôn đó. Đúng rồi, còn không thì mình mở cái file này lên thì nó tự động nó mở cái package này lên, nó chạy vo vo cho mình đó. Thì cái này rất là hay nếu như mà các bạn hay đi triển lãm, hay đi thuyết trình, hay đi training mà vô tình cái máy của mình nó bị hư, thì cái thư mục mà chứa cái file thuyết trình của mình lúc nào cũng có dự phòng. Một là bạn chép USB, hai là bạn chép ở trên Drive, Google Drive hoặc là OneDrive gì đó. Rồi các bạn chỉ cần download về, đút USB vô máy người khác là tiếp tục trình chiếu, tiếp tục nói, không cần phải suy nghĩ cài PowerPoint gì hết. Rất là hay khi mà chúng ta. Rồi một cái nữa mà thầy cần các bạn làm giúp thầy trong cái buổi hôm nay là chúng ta sẽ tạo new một album ảnh. Như vậy thì mình có thể là new một cái album ảnh bằng cách nào ha? Từ những cái ảnh rất là nhiều, ví dụ như là thầy đã tải ở đây đó, ví dụ như mình tải rất là nhiều ảnh ở đây, vậy thì từ những cái ảnh này làm sao để mình tạo ra được một cái album, tạo ra được một cái album cho riêng mình. Như vậy thì mình tạo bằng cách nào? À, như vậy ở đây các bạn có thể là chèn một cái mới, sau đó thì các bạn chèn ở trong phần insert và các bạn chèn theo dạng là album ảnh. Thì trong này nó sẽ cho mình cái gì ha? Cho mình cái gì? Giả sử thầy chọn các cái file ở đây và nó hỏi là mình chọn file nào, mình chọn file nào để mình insert ra, thì mình sẽ chọn tất cả những cái file ở trong này. Các bạn có thể chọn bằng phím cũng được, chọn bằng máy cũng được. Rồi on picture, rồi sau đó mình tạo là đối với lại cái layout của mình là một bức ảnh hết cả slide, hay là mỗi bức ảnh trên một slide, hoặc là hai bức ảnh, bốn bức ảnh, nói chung là mình sẽ chọn cái cách trình bày cái slide của mình ở đây. Cứ hai bức ảnh một slide là nó để 1, 2, 3, 4 nè. Một slide 1, slide 2, slide 3. Tùy ha. Rồi chú thích ở sau mỗi bức tranh. Đó, hoặc là cái background, làm background. Mỗi bức tranh đều có sử dụng để làm background. Tạo. Rồi cái theme. Cái này là giống như hồi nãy mình đang nói là với cái mẫu này nè, những cái mẫu này nè, mình có tạo theo cái mẫu nào hay không. Mẫu là có màu sắc, có bố cục rồi đó.
cái background của mình. Như vậy chỗ này mình có thể thay đổi. Rồi mình coi thử cái phần mà hoạt động của nó có gì chưa. Chưa có. Vậy thì lúc này mình phải xếp hoạt động cho nó. Thì với cái ứng dụng PowerPoint, nó sẽ không tự tạo hoạt động. Mình có thể sử dụng một cái phần mềm khác, mà các bạn có thể sử dụng những cái tương đối gọi là chuyên nghiệp. Một, hai, Prosogon. Thì cái này cũng tương đối là chuyên để làm album trình chiếu. Các bạn làm album trình chiếu giới thiệu sản phẩm thì các bạn sử dụng một cái trình. Thì nó ở đây ví dụ như là bay xuống hoặc là bay lên hoặc là chuyển trang thì nó chuyên nghiệp hơn, nó có nhiều hiệu ứng hơn. Còn nếu PowerPoint thì nó chỉ có chừng đây thôi. Bạn muốn nhiều hơn cũng không có. Rồi, đối với lại một album, khi mà mình trình chiếu lên thì thường cái album có phải là lúc nào mình cũng đứng đó để mình lít chuột cho nó chạy không? Mà nó làm sao? Tự chạy. Nó tự chạy. Được chưa? Như vậy thì lúc này chúng ta có thể là không cần phải setup từng bức ảnh, mà chúng ta sẽ setup là cái transition, tức là nguyên trang. Nguyên cái slide đó nó chuyển trang. Vậy thì chúng ta có thể là chọn ở trong này, đây, các cái cách chuyển trang của nó. Cách chuyển trang. Ví dụ như là mình chọn một cái bất kỳ random. Random. Rồi, những cái slide dưới này mình cũng chọn là random luôn đi. Đó, thì nó xuất hiện cái dấu sao này nè. Xuất hiện dấu sao. Tức là nó sẽ xuất hiện. Rồi mình chú ý nữa, ở bên cạnh này nó cũng cho mình là click chuột hay là tự chuyển. Như vậy giả sử ở các slide sau mình cho nó tự chuyển luôn, không có đợi mình click chuột nữa. Rồi mình trình chiếu thử mình coi hiểu được không. Để là không mà. Nè, không lít chuột. Rồi, 1.5 phút nè. Vậy chỗ này của mình là tại vì nó hơi chậm cho nên là mình thấy là mình chờ đến 1 phút nó mới qua. Chỗ này nè. Tức là quá trình hồi nãy mình để là 1.5 phút nó mới qua. Bây giờ mình giảm nó đi, còn khoảng cỡ 0.25 thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Ha, mình là giảm đi thì nó sẽ nhanh hơn. Tại lúc nãy mình chờ đến 1.5 phút kia mà. Này chỉ có 25 giây thôi. Mày chờ bao lâu quá hả? Rồi, ok. Thời gian để hiệu ứng nó xảy ra đúng không? Rồi, ok. Ở chỗ này, nếu như mà mình không click chuột. Rồi, mình thử chỗ này đi. 0.25. À, 0 chấm luôn. Chuyện gì xảy ra? Nhảy liên tục đúng không? Rồi, nó không chờ mình. Như vậy thì giả sử ở chỗ này mình cho cái quá trình chuyển này nhanh chậm lại, và cái quá trình chờ này nè, ví dụ như mình chờ trong vòng 5 giây để lưu hình cái đã. Rồi, đó, 5 giây nó chuyển lần. Như vậy thì chúng ta đã
đã xong cái phần cơ bản là nó chuyển slide. Rồi, như vậy thì đối với lại cái phần này, thầy cần các bạn làm giúp cho thầy một cái slide. Các bạn là học chuyên ngành về gì đây? Du lịch. Ok. Làm cho thầy một cái slide giới thiệu về một cái địa điểm du lịch nào đó. Tức là có hình ảnh, có caption cho từng cái hình ảnh đó. Ha, khoảng 10 hình ảnh cho một địa điểm mà các bạn giới thiệu. Nói chung là mình sẽ làm lại theo những cái mà mình thấy là trước đây mình còn thiếu. Ví dụ bây giờ thầy nói thì cần bổ sung thêm cái gì để cho slide mình nó ok hơn. 10 like. Được chưa? Rồi, thì trong cái 10 slide này, chú ý giùm cho thầy, mình làm cái này là về chuyên ngành luôn. Thì các bạn phải giới thiệu được cái địa điểm mà mình muốn nói. Chứ không phải là cứ làm lên cái thấy cái nào đẹp đẹp là đẩy vô, thấy nào đẹp đẹp đẩy vô, không. Ví dụ các bạn muốn giới thiệu về Đà Lạt thì thứ nhất là giới thiệu nếu mà ở Đà Lạt có cái gì hay, có những địa điểm nào bạn nên đến tham quan, hoặc là từ đây lên Đà Lạt những người ở thành phố thì đi bằng cách nào, đi trong vòng bao lâu, giống như bạn đang giới thiệu tour cho khách hàng. Hoặc là bạn đang giới thiệu một di tích nào đó ở Đà Lạt, hoặc một địa điểm nào đó, ví dụ như là vườn hoa Đà Lạt, thì bạn phải có bố cục ở trong để mà mình hoàn thành cái slide của mình. Chứ còn nếu mà cứ gấp thả theo tự do thì gần như là mình không control được cái nội dung.